Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2, trang 23-24, sách Chân Trời Sáng Tạo, Bố Mẹ Yêu Thương, tuần 5-6. Bài 1, Bọ Rùa Tìm Mẹ, sách giáo khoa, trang 42. Câu 1, phân loại các từ ngữ trong khung vào 3 nhóm: vàng, cao, hiền, ngoan, xanh, tím, tròn, vuông. A. Chỉ màu sắc của vật, ví dụ vàng. Chỉ hình dáng của người, vật, ví dụ cao. Chỉ tính tình của người, ví dụ hiền. Như vậy thì ở câu số 1 này, đề bài yêu cầu các em đó là phân loại những cái từ ngữ ở trong khung này thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là chỉ màu sắc, rồi nhóm thứ hai là chỉ hình dáng của người vật, và nhóm thứ ba là chỉ tính tình của người. Thì các em sẽ lựa chọn, các em sẽ đọc kỹ các từ trong khung và chia vào các nhóm này. Các em đọc kỹ xem những từ nào chỉ màu sắc của vật thì các em sẽ điền vào. Ở câu A là chỉ màu sắc của vật, thì ở đây người ta ví dụ là chỉ màu sắc của vật đây là màu vàng, thì các em sẽ ghi vào màu vàng. Rồi các em tìm xem nữa, chỉ màu sắc của sự vật ngoài vàng thì còn có là xanh nè, tím nè, đó là chỉ màu sắc của vật. Rồi tiếp theo là chỉ hình dáng của người vật, hình dáng thì như thế nào? Chỉ hình dáng của người vật thì là cao nè, tròn và vuông, thì đây là chỉ hình dáng. Rồi tiếp theo là chỉ tính tình. Tính tình thì có tính tình như thế nào? Hiền, ngoan. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ phân loại vào 3 nhóm như sau. A. Chỉ màu sắc là vàng, xanh, tím. Chỉ hình dáng của người, vật là cao, tròn, vuông. Rồi chỉ tính tình của người là hiền, ngoan. Rồi tiếp theo câu 2. Đánh dấu tiếp vào ô vuông trước câu nói về màu sắc của bông hoa cúc. Bông hoa cúc vừa mới nở, bông hoa cúc vàng tươi, bông hoa cúc có nhiều cánh. Như vậy thì các em sẽ đọc kỹ 3 câu này. 3 câu có ô vuông ở phía trước ở đây và đánh dấu vào cái ô vuông trước câu, mà cái câu đó là chỉ màu sắc. Chỉ màu sắc của bông hoa cúc, thì các em thấy ở đây bông hoa cúc vừa mới nở, thì đây là chỉ sự mới nở của hoa cúc. Rồi bông hoa cúc vàng tươi, thì ở đây câu này nó nói là bông hoa cúc thì có màu vàng tươi. Rồi tiếp theo bông hoa cúc có nhiều cánh. Như vậy thì ở đây câu nói về màu sắc của bông hoa cúc đó là bông hoa cúc vàng tươi. Như vậy thì các em sẽ đánh dấu tiếp vào câu số 2. Bông hoa cúc vàng tươi. Rồi tiếp theo là câu số 3, viết một hai câu nói về màu sắc của một vật. Thì các em hãy lựa chọn các từ ngữ chỉ màu sắc và đặt câu với những từ đó. Thì những từ ngữ chỉ màu sắc ví dụ là màu xanh lam, màu đỏ thắm, màu trắng tinh, màu vàng tươi, màu tím, rồi màu lam biếc, vân vân, rất là nhiều. Thì các em sẽ lựa chọn các từ chỉ màu sắc và chúng ta sẽ đặt câu với các từ đó. Ở đây cô ví dụ là chiếc ô màu xanh lam, bông hoa hồng đỏ thắm, viên phấn thì trắng tinh. Rồi tiếp theo là câu 4, tô màu đường về nhà của bọ rùa. Thì các em thấy hôm trước chúng ta đã viết một tên cái đường chỉ về cho bọ đường đi, đường về nhà của bọ rùa, thì hôm nay chúng ta sẽ tô màu. Thì các em quan sát và tô màu vào cái đường đi để bọ rùa có thể về với mẹ. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ
đi từ xanh biếc đến chăm chỉ, rồi vẹo phải xuống, đến ngã ba thì quẹo trái, rồi đi xuống và quẹo trái nữa. Thì chúng ta sẽ đến là bò rùa sẽ gặp mẹ. Như vậy thì chúng ta có thể tôn hoàn như sau: xanh biếc chăm đi đến xanh, từ xanh biếc đến chăm chỉ xuống nhanh nhẹn rồi dịu dàng vui vẻ. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Trần Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.